Chào anh em, nếu như anh em muốn có một bức ảnh có những cái hiệu ứng tỏa sáng rồi mờ ảo trông như ảnh này, đây ví dụ, thì mọi người có thể download cái phần mềm Photoscape X có ở trên cả Mac OS và Windows. Thì làm rất là đơn giản, mất có một phút thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách để chỉnh ra cái ảnh như thế này. Thì đây là cái giao diện của Photoscape X. Đó, thì anh em để sẵn cái folder như ở cái cột bên trái đây. Có cái ảnh mà anh em muốn chỉnh rồi mở nó ra. Đây ví dụ mình sẽ mở ảnh của cái chị bạn mình. Rồi đây. Thì cái ảnh này nó đang nằm ở cái mục Editor. Thì ở cột bên phải cái hộp công cụ sẽ có cái hiệu ứng là Bloom, mọi người ấn vào đấy. Rồi ở đó thì sẽ có ba cái hàng để chỉnh. Là hàng mức độ này, rồi là Blur, là mờ, rồi contrast, chỉnh độ tương phản. Thì mọi người kéo ba cái cột này sao cho cái bức ảnh vừa ý mọi người nhất. Đấy, rất đơn giản, chỉ kéo lên kéo xuống thôi, rồi khi nào ưng ý rồi thì ấn apply. Xong. Rồi save nó lại. Mất chưa tới 1 phút, rất là nhanh. Mà có một cái ảnh đẹp và trông nó ảo ảo á. Tiếp theo thì mình sẽ chỉnh thêm một cái ảnh nữa này. Ảnh đây, ảnh đám mây này đi. Thì đây, ảnh này mình cũng chỉnh bloom. Mình lại tiếp tục kéo ba cột mức độ này, độ mờ này, rồi độ tương phản. Cứ kéo lên kéo xuống nhìn nào ưng ý nhất là được. Đó. Rồi ấn apply. Xong. Sau đó thì mọi người sẽ thắc mắc là có thể có những cái ảnh mà mình không muốn cả cái ảnh nó tỏa sáng ấy, rồi nó phát sáng thì sao? Thì sẽ có một cái công cụ khác ở trong cái Bloom này. Đấy, như ảnh này nó tỏa sáng nhìn rất là rát, nhìn nó không không được ưng mắt đó. Thì mình sẽ ấn vào cái Max ở đây. Đó, thì nó có cái bút vẽ để mọi người khoanh vùng. Mọi người có thể chỉnh kích cỡ của cái bút này to hay nhỏ tùy thuộc vào cái vật thể, cái chủ thể ở trong ảnh nó to hay nhỏ. Rồi chỉnh cái độ đậm nhạt của cái bút đấy là ở cái hardness này đấy, xong bắt đầu tô trong ảnh thôi. Tô rất dễ như là trẻ con tô màu á. Đấy thì ở đây mình sẽ muốn làm cái chân dung của chị này và cái phần hoa đỏ ở bên tay trái là nó phát sáng thôi, còn lại cái phần của bức ảnh thì mình sẽ để nguyên bởi vì để cả ảnh nó sẽ rất là rực và nhìn nó tức mắt á. Đấy mình bôi. Bôi kín. Mọi người nhớ là có cái brush size với cả cái hardness ở bên cột phải ở đây có thể chỉnh cho nó cái kích cỡ bút nó vừa với cái bức ảnh của bạn. Rồi. Tô. Rồi, sau khi tô hết xong thì tương tự lại quay sang cột bên phải có cái ba cái mức level blur và contrast thì lại kéo lên kéo xuống cho đến khi nào cái vùng ảnh đấy nó ưng mắt bạn là được. Đấy thì mọi người có thể thấy là cái phần còn lại của ảnh được giữ nguyên, chỉ có phần chân dung mẫu và cái chỗ hoa này là mình muốn cho nó phát sáng thôi. Rồi. Xong ấn apply. Ấn lưu. Là xong. Rồi ảnh cuối cùng mình sẽ chỉnh ở đây là một bức ảnh chụp ở Mộc Châu. Với bức ảnh này thì nó cũng khá là sáng rồi, nhưng mà mình muốn người xem hướng mắt đến cái phần ở giữa là cái dãy núi và cái đám cây này, nên mình cũng lại dùng công cụ mask để mình khoanh vùng cái phần này lại. Đó, mình chỉ muốn cái phần này nó phát sáng thôi, còn cái phần đồi chè ở đây muốn giữ nguyên màu, không thay đổi gì cả. Đó, mình lại khoanh vùng. Tiếp theo kéo ba cái thanh level blur và contrast. Đấy, tăng lên. Tăng mức độ làm nhòe lên. Đó, thì mọi người thấy đây nó cái phần núi nó rất là ảo đúng không? Trông nó phát sáng ra, hướng mắt người nhìn đến hơn. Mình apply. Đó, rồi xếp lại là xong. Vừa rồi là những cái ví dụ mà mình sử dụng cái hiệu ứng Bloom ở trên Photoscape X để chỉnh ảnh cho anh em có những cái bức ảnh nó phát sáng rồi đem những cái hiệu ứng rất là hút mắt người xem. Hy vọng là với cái công cụ này thì anh em có thể làm nhiều bức ảnh cho mình.
Cảm ơn anh em, và nếu thích những cái video này thì nhớ hãy subscribe kênh YouTube của Camera Tinh Tế để ủng hộ mình nhé. Xin chào anh em.